push it. Yeah. Why are you doing this? What a really cute girl. She wants stiletto and long. You can show me. I was thinking about something like this, but let me see, because I like this cat shot. Uh-huh, I like it. Cắt sẵn luôn nè, thì nó lên thôi, nhưng mà thì nó tiện hơn tí xíu thôi. Oh my God, it's cute. It's dangerous. But I like this purple. But I also like this is broken. This is broken. Trời, that's glue rồi. This is an ocean. Bonita, get glue for me, please. Thank you. Thank you. I love you. Which one? The purple. How about the blue? Prettier than the purple. Yeah, that's kind of good. What do you think? The blue or the purple? Thank you, Bonita. Gracias. Yeah, that's pretty, huh? Yeah. 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 Mọi người share video lên nha Alex nha. Thank you nhiều. Chia sẻ cho mọi người học thôi. Vui thôi. Vũ là tí xíu rồi mọi người. Yeah, because it's up in the back, see? And you're going to now?
Tại vì mọi người không dỗ thì nó sẽ bị ấy ra. You don't want to cut short. Okay, good. I love doing long nails anyway. Thank you, my guy. Yeah. It must be broken under that because it hurts. You think the right side? It hurts less. Giờ mình đắp chỉ cho mọi người cách đắp một bi thôi nha, một cái cục bột á. Mình nó lại sạch sẽ. Nó dài vậy, mình phải đắp cho nó chỗ này nó dày tí xíu. Nhưng mà trên nó silicone thì mỏng. Nó nhìn tự nhiên. Mình nghe kỹ nha. Alright, so what do you want? Do you want to mix, do you want to go with two colors or just one? Glitter. Okay. Just stay right here. Are you doing training? No. You should go with yellow and two fingers glitter. Just have two rounds though, right? So. There's a lot of nice ones. No. A lot more. Take your time. You can do some sparkle for her. Yes, look at that. I don't want to see it. So can you work with us? She want yellow. You have to take the medicine. Oh, this is cute. Which one? That one? All right. So, which finger you want? Green finger. I'm gonna do these. These two and the rest yellow. Yeah. Got you. So this one. Yeah. I'll be right back. Để mọi người quá đẹp không? Okay, you can play with this hand. I'm gonna do this hand first, okay? Is that the neon? That's the one you pick. Yeah, I know. But the color, the yellow is neon. Mm-hmm. So those two colors match, or should I get a neon yellow? No, no, no. This one does. This one is like a little lighter. So it's gonna look good. Okay. Or you can pick this one. It's your choice. Okay. Giờ mình đắp một màu với mọi người.
I don't have time. I know. It's so mean. Right, exactly. Oh, yeah. Very easy, and I'm not kidding. Một ngón. Móng dài thì mình lấy nhiều bột tí xíu. Đó, đặt vô. Chút xuống. Lắc lắc là nó chảy xuống. Chép nha. Just like that. Tí nữa cô ta không có muốn nó nhọn thôi thì mình round nó off xíu, a little bit. This two sparkles. Mm-hmm. Đặt lên giữ 3 giây, thả ra. Đẩy xác khi được cô đàng hoàng. Kết da nó dính cái lưu rồi, rồi mình phải lấy ra. Kỹ nha. Cái phần cách đá bột còn sạch lẹ, vỗ nhanh. 1, 2, 3, vỗ, xong. Đơn giản. Critical though. Okay. Chút xuống. Rồi 5 giây nha, nó khô xíu rồi mới đập nha. Giờ là mình đi luồn vô critical đập nè, hai bơ. Nha. Nó thấy mỏng thì mình đừng xíu. Rồi vô ra. Xong. Hai Long vậy? Khỏe em Long? Lâu lắm rồi. Beautiful. Just mask this too, because I don't want You like them? They're not too thin, not too thick, right? They're just good. Oh, God, it's gone. Oh, that's all. Quick. Thank you, ma'am. Đắp bột và phải đắp cho nó sạch đẹp nha mọi người. Thiếu chỗ nào thì chêm thôi. Yeah. Oh, I know, me too.
2 weeks with that person. I ordered and waited for me to start to wonder on YouTube about the person from Florida. But I don't do đó vừa đủ luôn rồi, cái thấy chưa? Ồ, vuốt ra thôi xong. Vậy gì phải lâu hết. Ngon nữa. Đặt lên. Thank you. Keep the shape. Let me play with this. Just clear it out here. It's gonna look so badass. Okay? You guys, check it out, guys. This is so hot. Yeah, like the fun. Let's see my one.
just a thin layer of clear. Cho kỹ mới học nha mọi người. Đây, bộ neo này tính nó 70 mấy kim thôi. Nên nó gắn hộp tràn nó tính theo. Trời, nó nhiều bột quá. Lỗ tay nó nhiều bột. Sao? Nhớ mà đập ở trong cái chỗ này nè. Cho nó mỏng xuống tí mà khỏi vụ như nhiều nữa mà. Đồ luôn rồi đây. Nói như mỏng mi đen dễ thương mọi người. Giống như Việt Nam vậy đó. You guys like it? She got beautiful hands too, right? Look at that. Damn. Này xếp bánh bèo nè, xếp nhỏ bánh bèo nè. Thưa mọi người thấy cái xếp của Alex là nó nhỏ, xếp bèo nhỏ đúng không? Nó không có bầu không ở đây hả? Nhưng mà cái này khách người ta muốn vậy đó. So you don't want it too pointy, right? So just about like that. Good? Nào, mình hỏi cái mọi muốn nó thích liền nha. Ờ, mày chơi vậy thôi. Okay.
You guys like this yellow? Beautiful. It's bright. Similar color. So no rhinestone, just put some shiny on him. Mm-hmm. Okay, quick. Rattle them up a little bit at the tip so she won't hurt herself. Yeah.
Ngay trong là mọi người vỗ cái silico cho nó sạch cho đẹp nha. Xe quá, cũng đang gần quá chảy máu nè. Con nó kể cho nó hỏi với mọi người. Cái bộ này là nhiêu thôi? Mới tháo ra luôn. Hai cái đĩa, bảy chục thôi được rồi. Vũ kỹ cho người ta mọi người. Thank you guys. Thank you Tony. Rất là tốn.
My friend Tony Nguyen, the new master of line work guys, Vincent brothers, I like they're like brothers. Because the stars kind of like each other. Master of line work, crazy line work, amazing, amazing talent. Mr. Tony and Mr. Vin Chang. So what are you going to do? Just for 20 seconds? What are you going to do? I want to go make school. Oh, good. That's good. So the kids are going to be at school. So, oh, are they? Yeah. Which I call Mr. Tang and Mr. Tony. And I go and celebrate New Year's there. Okay, yes. Just celebrate all month. Núi 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 Lâm, núi Chú Lâm, đầu Long Cò. Đồ Long Cò chứ lâu. Đầu Long Cò. Chổi lông gà gì cũng có hết, chổi quét nhà cũng có luôn. Lên núi Neo Lâm. Okay. They look like a twin. And how beautiful they have their own. They are gorgeous. Yeah. Do vẽ line không có luôn. Okay. Are you serious? Is your husband? So just to reach all the way back to somebody else. Yeah. Okay. That's what. Anh trai tôi của ngầu. Thank you em. You like it? I'm asking you. I'm working on a cute girl. She's really cute. She looks just like Asian girl. She's black guys, but her skin light. Hôm nay hô không Tony? Đánh gì em hả? Chứ không bố bóp là như trà đổ. Okay, thank you. Oh. You're welcome. Hôm nay anh không chơi bóng nhọn, giữ đi anh, cho vừa thôi. Chơi giờ mình sẽ giữ xíu cái bóng lạnh quay lại mình thấy giờ nó méo bên nào, bên nào fix the shape straight. Ok, this is how you fix the shape. Yeah, let's see the black. You think the black is right in here? Yeah. I'm gonna try that and then they got it black. Làm nail rồi, để design này nọ thì cũng được đúng không? Cái quan điểm, cái quan trọng nhất của nó là shape với lại cái cuticle. À, em nói cho những người bình, những người mới vô nghề chứ không phải những tay cao thủ như anh Tụi nó, như anh Tụi. Em này không có dám rồi đó. Anh Tụi với anh Tiễn là quá cao siêu rồi. Okay.
chef bán dã man luôn. All right, baby girl, can you wash and come right back for me? Just water. Here is somewhere up. Thank you, man. Thank you, Tony. Sự khiêm tốn là mình học vừa mình học được cái anh em ấy nha. I love your work too, bro.